Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20 đến 21 tháng 1, khu vực miền Bắc có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Từ ngày 21 tháng 1, khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sau đó gió mạnh có xu hướng mở rộng xuống vùng biển phía Nam, gây biển động mạnh. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm, rét hại và tình hình thực tế tại địa phương để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị tập trung hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các trường nội trú. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn. Phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Chủ động tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh phù hợp, hiệu quả. Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Hà Nội thời tiết nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, riêng khu vực Tây Bắc 14 đến 16 độ, có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Trong thời gian qua, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, người lao động, nhất là những người có nguy cơ cao như người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp, người lao động làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rét đậm, rét hại có thể còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Thực hiện công điện ngày 24 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng chống rét đậm rét hại kéo dài nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe người dân thời gian qua, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế đã xây dựng hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động nhằm giúp người dân có những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống một số vấn đề về sức khỏe thường gặp trong mùa lạnh. Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Môi trường Y tế, vào mùa lạnh có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường lạnh, hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm
người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai, những người làm việc ở ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh, gió rét, thiếu ánh nắng mặt trời, người lao động nông nghiệp, công nhân, những người mắc các bệnh mãn tính, tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp. Đối với người già và trẻ em trong mùa rét thì nên hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 9 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Khi ra ngoài, nên trang bị đủ trang phục ấm che chắn được gió lùa như áo khoác, quần dài đủ dày để giữ nhiệt, khăn choàng, mũ, găng tay, tất, khẩu trang. Luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh bị ẩm ướt, đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh. Tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than, không nên uống rượu bia, đặc biệt là người dân ở miền núi cần chú ý vì uống rượu càng làm co thắt mạch máu gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong. Tránh các đồ uống có chứa chất kích thích như caffeine. Không nên tắm khuya sau 22 giờ, tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Sử dụng nước ấm để tắm, vệ sinh thân thể. Cần vệ sinh miệng, họng sạch sẽ thường xuyên hàng ngày như đánh răng đều đặn trước và sau khi ngủ dậy. Súc miệng bằng nước ấm có pha muối loãng giúp sát trùng cổ, họng và hạn chế viêm họng. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để loại bỏ vi khuẩn, tiêm vaccine để phòng ngừa bệnh cúm. Ăn uống đủ chất đảm bảo năng lượng cho cơ thể chống rét. Trong bữa ăn hàng ngày, cần bổ sung đầy đủ 4 nhóm chất cơ bản: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Đối với người lao động nặng, người cao tuổi, trẻ em cần cung cấp lượng tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin nhiều hơn so với những mùa khác nhằm tăng cường nhiệt lượng cho cơ thể chống rét. Đặc biệt là bổ sung vitamin A, C để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tránh ăn uống đồ lạnh, đồ ăn vừa lấy từ tủ lạnh ra vì dễ làm cơ thể nhiễm lạnh. Những người bị cao huyết áp, mắc các bệnh tim mạch, mắc các bệnh hô hấp mãn tính, cơ xương khớp đã được chẩn đoán thì phải chú ý tuân thủ nguyên tắc dùng thuốc, có chế độ vận động và dinh dưỡng hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ. Rèn luyện thân thể, tập thể thao thường xuyên giúp làm ấm cơ thể, nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết lạnh. Thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết trên tất cả các phương tiện truyền thông. Đối với những người phải làm việc trong thời tiết lạnh, nếu phải làm việc ngoài trời, cần giữ ấm cơ thể và làm việc với cường độ chậm, cần phải giữ người, tay chân khô ráo, tránh ẩm ướt, đặc biệt công nhân làm việc ngoài trời, trong hầm lò, đeo khẩu trang trong khi làm việc để bảo vệ đường hô hấp. Những ngày mưa rét, làm việc ngoài trời, phải trang bị và sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ lao động, áo chống nước, áo mưa, mũ, găng tay, đệm bông và lớp ngoài chống nước, dây ủng ấm và chống nước. Vì quần áo, đầu tóc ướt sẽ làm mất nhiệt nhanh chóng, khiến cơ thể bị nhiễm lạnh. Khi ra ngoài trời lạnh, nhất thiết phải mặc ấm, đặc biệt cần giữ ấm cổ và ngực. Trong lúc lao động, nếu thấy người nóng lên thì nên cởi bớt áo dần dần để có đủ nhiệt lượng lao động và chống rét. Người lao động cần ăn uống đầy đủ chất, đặc biệt là chất béo, glucid và nên ăn uống nóng. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.